Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi là Tuấn Cơm. Đấy, ngày hôm nay như đã hứa thì tôi xin được lên cái bài một cái vụ drama rất là lớn trong cái thời điểm hiện tại ở trong cái cộng đồng AutoChess. Đó chính là cái vụ làm mất cái ARK, hai cái ARK trị giá ở đây là gần nửa tỷ anh em nhá. Và tôi xin được có một cái bài phỏng vấn làm rõ ở trong cái video này. Và tôi có liên hệ được với cả hai cái người chủ ạc. Không không, ba người chủ ạc. Đấy, có một ạc là có hai người chơi chung. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ xin được hẹn và phỏng vấn để chúng ta làm rõ, làm sáng tỏ cái sự việc này cho cộng đồng biết được cái chân tướng của sự việc anh em nhá. Và cái người đầu tiên, cái chủ ạc đầu tiên trong cái đợt vừa rồi bị mất ạc là bạn Khoa Nguyễn. Đấy, và tôi xin được phỏng vấn bạn Khoa Nguyễn trước. Đấy, bạn Khoa Nguyễn có thể giới thiệu một chút về mình. Bạn Khoa giới thiệu đi. Xin chào mọi người, mình là chủ của một tài khoản mà sau khi nạp ở bên admin Vũ Quốc Dung thì tài khoản của mình là bây giờ là trong game thì bây giờ tài khoản đã bị ban rồi nên mình chỉ có thể show ạc ID của mình qua bên cái Dragonnet thì mình có gửi cho hình trong Zalo. Đây, ID đây. ID là bột. Còn tên ở in game là bột và số ID là IHQLQZ nha anh em nhá. Thì bạn là chủ của cái bạn Khoa là chủ của cái ạc này và cái ạc này hiện tại là đã bị ban. Và ban ở đây là ban 15 nha anh em nhá. Rồi hôm nay tôi sẽ có một vài câu hỏi để hỏi bạn Khoa. Đấy là phỏng vấn, đây là một cái cuộc phỏng vấn anh em nhé, phỏng vấn trực tiếp bạn Khoa để bạn Khoa sẽ làm rõ những cái thắc mắc của mọi người. Đấy, hôm trước thì anh em cũng đã thấy là có một cái sự phản hồi, có một cái sự gọi là gì nhỉ, phản biện đến từ group của Vũ Quốc Trung rồi, nhưng mà bên kênh của tôi thì tôi vẫn chưa có cái động thái gì. Đấy, mà tôi muốn là tôi phỏng vấn các cái anh em mà trực tiếp, các anh em mà bị lạp tiền và mất ạc để cho mọi người có thể rõ ràng đấy, để biết được là xem là cái tình hình nó như nào nhá, từ chính những cái người mà người ta bị mất ạc đấy, người ta sẽ trao đổi, người ta sẽ trả lời tất cả những cái, giải đáp những cái thắc mắc nhá anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi của ngày hôm nay dành cho bạn Khoa. Bạn Khoa, bạn có đã sẵn sàng trả lời những câu hỏi của tôi chưa? Rồi, tất cả sẵn Và bạn có đảm bảo với tôi là những cái điều bạn nói ở đây nó là 100% là chính, nó là cái sự đúng đắn không? Nó là cái sự thật không? nói chung là tất cả những gì tôi nói ra đến đây á, thứ nhất là một là sự thật, thứ hai là tôi cũng chả có cái vấn đề gì để mà phải nói xấu ai bởi vì tôi cũng không hề kết luận xấu ai cả nên là tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước lời nói của mình. Và cái nữa ấy, mà tôi phải nhấn mạnh với anh em là tất cả những cái mà bạn Khoa nói ấy, là nó sẽ phải có bằng chứng ở đây, tức là bạn phải show những cái hình ảnh đấy, những cái câu hỏi của tôi khi mà bạn Khoa trả lời, bạn Khoa sẽ phải show cái hình ảnh để đảm bảo cái nó là cái sự thật nha anh em nhá. Đấy nhá, rồi chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi đầu tiên. Bạn có liên hệ lạp qua Vũ Quốc Trung không, admin của nhóm AutoChess VN không? Có, tôi có nói chung là khi mà tôi bắt đầu chơi game lại là ngày đầu tiên tôi có liên hệ với lại tôi thì tôi cũng không biết là ai nạp nhưng mà tôi có lên trên các group thì tôi thấy là có Vũ Quốc Trung rất là uy tín, được mọi người tin tưởng, người ta mọi người rẹp, nói chung là rẹp rẹp có uy tín rất là cao thì tôi mới là liên hệ Vũ Quốc Trung nạp và tôi lập tức chuyển tiền Vũ Quốc Trung. Vũ Quốc Trung có nói với tôi là đợi Vũ Quốc Trung một xíu nạp để Vũ Quốc Trung nạp. Thì sau khi nạp xong là tôi gửi hình ảnh đây. Đấy, các bạn có thể thấy là rõ ràng là thời gian nạp xong là 18 giờ 18 phút. Đấy, là ấn xong nhé. Thì mình mới trả lời là ok, cảm ơn. Thì vừa mới cảm ơn xong mình vô game là 18 giờ 20. Đây, ban nạp. Ở đây tôi chưa đổ lỗi cho Vũ Quốc Trung. Mà tôi chỉ hỏi là tại sao đồng chí vừa mới vô ạc của tôi vừa mới kết thúc một quá trình giao dịch lập tức tài khoản của tôi là bị ban. Đây đây là những bằng chứng tôi đưa ra. Rồi đấy, thì đây nó là cái việc để chúng ta chứng minh là bạn Khoa là lạp tiền từ Vũ Quốc Trung anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi thứ hai.
sau khi mà lạp tiền qua Vũ Quốc Trung thì nó có xảy ra cái vấn đề, nó chính là cái acc bị ban đấy. Thì sau khi mà cái acc này bị ban thì bạn có tìm Vũ Quốc Trung để giải quyết đúng không? Đúng. Thì sau đấy thì Vũ Quốc Trung có chịu trách nhiệm hay là có cái ý thức là khắc phục cái hậu quả này không? Có cái vấn đề mà trao đổi này không? Trao đổi về cái việc là bảo hành cái này không? Nếu mà nói gọi là trao đổi bảo hành thì cũng gọi là không phải, mà là nói chính xác là như thế này, là sau khi tôi có phản ánh Vũ Quốc Trung là tại sao tôi bị ban, thì Vũ Quốc Trung chỉ nói một câu gì nào là đen thế, thì có nghĩa là Vũ Quốc Trung nói thẳng luôn là đây tôi gửi hình tiếp theo, là Vũ Quốc Trung nói là nhà phát hành tự lỏng quét, xong nhà phát hành sai, nhà phát hành không tự không có, nói chung là ý của Vũ Trung á là lỗi, một là nhà phát hành, hai là do những gói nạp trước của tôi, và ba là tôi sử dụng một phần mềm hack. Còn Vũ Trung là không hề chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái việc mà anh ta vô ạt tôi, anh ta nạp xong 2 phút rồi bị ban. Đoạn này anh em thấy thế nào? Đấy, Vũ Quốc Trung đưa ra rất nhiều những cái lý do để có thể dẫn tới cái việc là cái acc của bạn Khoa là bị ban. Nhưng mà cái lý do quan trọng nhất và cái lý do mà nó dễ nhất để có thể là bị dính, đấy chính là vừa mới lạp xong và bị ban. Và Vũ Quốc Trung lạp thì Vũ Quốc Trung hoàn toàn là không hề đề cập đến. Rất là hài hước ở cái đoạn này. Tôi thấy là cái này nó có một cái sự vô lý không hề nhẹ nha anh em nhá. Nó có rất nhiều lý do nhưng mà cái lý do mà khiến cho người ta khi người ta nghe phát người ta có thể là liên tưởng đến ngay, đành rằng là cái lý do lạp qua Vũ Quốc Trung chưa chắc nó đã là chính xác là bị ban, nhưng không thể nào có thể coi như là loại cái trường hợp mà lạp từ Vũ Quốc Trung đi được. Đấy, tôi phải khẳng định với anh em là như thế. Nhưng mà ở đây là hoàn toàn nhá, là bạn ý không hề đề cập đến. Đấy, không hề đề cập đến thế nào. Thậm chí là loại ra khỏi những cái trường hợp có thể xảy ra. Đấy, là loại luôn. Đó. Nếu mà nói là thì cái này có thể do nhà phát hành quét. Ok. Đó là một trong những cái trường hợp bị ban, là quét và hiểu nhầm. Thì cái này có thể là chúng ta sẽ gửi cho nhà phát hành và chúng ta sẽ nói gọi là kháng ấy, để cho nhà phát hành xem xét lại để xem là nó có bị cái lỗi nào trong cái quy trình quét không. Đấy, thì đó là một trong những cái trường hợp có thể xảy ra là ban. Ok, cái này thì chúng ta chấp nhận thôi. Cái thứ hai ấy là họ bảo là do lạp. Ok, thì bạn Khoa thử chia sẻ tiếp xem là bạn đã lạp cái gói gần đây nhất là cách đây lâu chưa? Khoảng 2 tuần. Vậy là từ cái gói lạp trước đến cái thời điểm hiện tại là 2 tuần, tức là một cái khoảng thời gian rất lâu và chưa bị ban. Nhưng mà sau khi lạp thêm một lần nữa qua Vũ Quốc Trung lạp thì là bị ban đúng không? Và cái gói trước là bạn lạp qua cái gì? Mình nạp qua Momo và mình Đó. có đầy đủ những hóa đơn đó, thì là mình cũng có gửi cho Vũ Quốc Trung xem. Sau đó Vũ Quốc Trung có gửi cho mình là một cái hình ảnh là trong đó là Vũ Trung đã nạp những gói nào cho mình, nhưng Vũ Quốc Trung có nói là mình không được đưa những cái gói này cho nhà phát hành xem. Ủa sao vô lý vậy? Hóa đơn mua hàng có thể là đưa cho nhà phát hành xem để nhà phát hành có thể xem xét xem là nó là mua hàng lậu hay là không chứ, đúng không? Để lấy bảo hành thì chúng ta phải đưa ra những cái bằng chứng ở bên chúng ta chứ, sao lại không nhỉ? Hay là có một cái vấn đề gì liên quan đến những cái hóa đơn mà Vũ Quốc Trung cung cấp cho bạn bằng hình ảnh? Sau đó thì mình cũng ok. Rồi Vũ Trung là nói chung là Vũ Trung nói là bây giờ là bạn tự liên hệ với nhà phát hành đi. Có nghĩa là ông ấy nói là nói thẳng luôn là ông ấy không có một cái xíu gọi là trách nhiệm gì mà trong cái vấn đề mà ông ấy đăng nhập vào ạt tôi, rồi ông ấy ạt tôi bị ban. Mà sau khi bị ban thì ông ấy nói thẳng với tôi là tôi tự liên hệ. Thì tôi có liên hệ với nhà phát hành. Thì sau đó nhà phát hành trả lời với tôi đó là ok. Bây giờ cái hóa đơn về Apple của ông là chưa có được rõ ràng cho lắm. Đề nghị ông gửi thêm hóa đơn về Apple và những mục lưu ý của nhà phát hành. Thì tôi có gửi cho Trung, thì Trung có hẹn với tôi là ngày hôm sau sẽ gửi. Thì tôi đợi tới 4 ngày, thì Vũ Trung kêu là tại cuối tháng nên là Apple nó chậm cung cấp hóa đơn. Sau đó Vũ Trung mới nói với tôi là không thể gửi những hóa đơn này qua mail được. Rồi tôi cũng ok,
sau đó ngủ chung cái lòng Nhưng mà vòng tôi mới xác tại định. sao lại không thể gửi được qua mail? Đó là chuyện của ông Phú Trung, ông đó nói thì mình nghe mình biết thôi tại mình không có chuyên môn. Sau đó thì vẫn cứ lòng vòng nó là từ từ để ông gửi. Nói chung là ông vẫn có hóa đơn đó, nhưng mà lúc đó tôi cáu rồi, tôi nói là cái tài khoản của tôi bị ban khá là lâu rồi. Tôi không có kiên nhẫn để tôi chờ, tại vì mình cũng là một người bỏ tiền ra chơi game. Mình nạp game thì mình cũng sót cái tài khoản và thời gian lâu mình cũng không có nick để mình chơi. Đúng rồi. Thì tôi có nói với ông Trung. Tôi nói là bây giờ là ông là người vô ạc của tôi và chính ông là người vô ạc và nạp xong tôi bị ban, ông có trách nhiệm ông phải liên hệ với nhà phát hành để nhà phát hành làm rõ vấn đề. Và từ đó tôi cũng liên hệ với Vũ Trung, thì tôi nói là bây giờ là ông cứ chối tội, ông nói là ông không có trách nhiệm. Ok, nếu ông nói như vậy thì đó là chuyên môn của ông, còn tôi thì tôi sẽ làm một bài để cảnh tỉnh mọi người chứ tôi không quy tội cho ông. Đấy, đó là những gì tôi trao Bây đổi giờ với Vũ nhá, Trung. phải nói rõ với cả các anh em ở xem kênh là như này. Ở đây là không có quy là Vũ Quốc Trung là lừa đảo hay là gì cả. Mà tôi chỉ muốn sâu ra cái quá trình mà làm việc giữa với một cái người mua hàng ấy, là bạn Khoa ở đây. Đấy, là một cái người sử dụng dịch vụ mua hàng, và Vũ Quốc Trung là một cái người cung cấp dịch vụ là bán hàng. Thì ở đây là có gặp sự cố về cả ạc, tức là mất ạc nhá, mất cái tiền là mua ạc cái này, mất tiền mà lạp vào ạc từ trước cái này là mất cái ạc đã, và mất thêm cái tiền nữa là chính là cái tiền lạp. Đấy thì là mất là rất nhiều chứ không phải là chỉ mất cái tiền lạp đâu. Đấy thì ở đây nhá là nó mất cả hai cái thứ đó. Thì khi mà cái câu chuyện này tôi muốn kể cho anh em là để anh em thấy được cái Nói chuyện điện việc thoại chứ. cái việc là sao sao Dạ không. không. Rồi Đấy nói thì tiếp đi. tôi muốn kể cho anh em là cái việc mua bán nó như nào. Đấy, cái sự việc nó mua bán như nào, và anh em là một cái người mua ấy, nếu mà anh em đứng ra là nếu mà anh em đặt mình là một cái người mua ấy, thì anh em cũng sẽ thế nào rồi cũng sẽ có người là sẽ bị dính vào cái trường hợp như này. Và cái cách giải quyết thì đấy anh em biết rồi nhá. Đấy bây giờ tôi có một cái câu hỏi này mà Vũ Quốc Trung đã nhấn mạnh ở trên cái diễn đàn của Vũ Quốc Trung. Đấy, và tôi muốn hỏi Khoa, bởi vì cái này là nó liên quan đến cái từ chối bảo hành. Từ chối bảo hành đúng không? Ở đây là khi mà bạn Khoa ấy, bạn liên hệ với cả Vũ Quốc Trung thì Vũ Quốc Trung hoàn toàn là không có chịu trách nhiệm hay là có cái ý thức là khắc phục hậu quả như là lời của bạn Khoa vừa chia sẻ. Ông để tôi nói thêm, có nghĩa là bây giờ như Rồi. vậy, Vũ Quốc Trung có đưa trên chính sách bảo hành kêu là yêu cầu nhà phát hành cung cấp những gói nạp và thời gian nạp mà nhà phát hành cho là sai, nhưng nhà phát hành kêu là những cái đó nhà phát hành không thể cung cấp được bởi đó là nghiệp vụ của người ta, và nếu mà tôi cung cấp ra mất công là ảnh hưởng tới lỗ hổng của người ta nên người ta không cung cấp. Và Quốc Trung có ghi trong nội dung bảo hành là nếu mà nhà phát hành không cung cấp thì coi như là Quốc Trung không có lỗi. Đấy, tôi chỉ nói hết vậy thôi. Rồi, cái này tôi sẽ phỏng vấn thêm từ phía của bạn Kinh Gạo nữa anh em nhé. Đó, cái này thì chúng ta sẽ kết luận sau. Còn một cái nữa mà tôi cũng đang đặt ra nghi vấn, đấy là những cái hình ảnh chụp hóa đơn đấy nó chỉ là hình ảnh. Đấy, có cái cách nào để kiểm chứng được là những cái hóa đơn đấy là hóa đơn thật không? Đó, ok nhá, tôi chỉ đặt ra cái câu hỏi thôi. Còn cái câu trả lời nó sẽ là từ phía anh em. Rồi, tôi sẽ đến với cái câu hỏi tiếp theo dành cho bạn Khoa. Cái này Vũ Quốc Trung rất là nhấn mạnh đến cái việc là khi mà Vũ Quốc Trung có nói ở trong cái fanpage, ở trong cái nhóm của Vũ Quốc Trung là như này, là khi mà có người ta đến, người ta khách hàng ấy, người ta đến tìm Vũ Quốc Trung để mua hàng, thì Vũ Quốc Trung sẽ có cái cảnh báo trước là đây đó là cái hàng lậu và hàng bẩn và có thể bị ban. Đấy, và cái việc mà mua hay không là cái quyền của khách hàng. Thì như là ở trong cái trường hợp của Khoa là Khoa mua. Vậy thì cho tôi hỏi Khoa là trước khi mà bạn mua cái gói lạp này thì bạn có được Vũ Quốc Trung cảnh báo không? Không. Hoàn toàn là không có cảnh báo một chút gì đúng không? Đúng. Hoàn toàn là không có cảnh báo nhá, và lạp ở đây là coi như là lạp gói sạch. Tức là cái gói lạp ấy là gói sạch. Và cái gói sạch này thì có bảo hành không? Nếu mà Khoa liên lạc với cả Vũ Quốc Trung thì cái gói sạch này có cái điều kiện bảo hành không? Có điều kiện để chăm sóc Điều khi mà kiện nó có bị không? bảo hành duy nhất của Vũ Trung là nhà phát hành phải chứng minh được gói nạp của Vũ Trung là gói nạp sai, gói nạp lậu.
nhưng nhà phát hành sẽ không bao giờ cung cấp những vấn đề đó. Ôi, thế thì chịu rồi, chịu rồi. Cả hai đều không cung cấp, cả nhà phát hành đều không cung cấp, mà cả Vũ Quốc Trung cũng không cung cấp dịch vụ. Thế thì coi như là bạn Khoa bây giờ đứng ở ngã ba đường đấy. Và khi mà người ta kết luận là người ta sẽ không thả tài khoản của mình thì người ta chỉ nói một câu là người ta không cung cấp gì cả, người ta chỉ nói là tài khoản của bạn đã nạp bên thứ ba và có vấn đề vì không 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 trả lời, không không xử lý tiếp theo. Ok. Rồi. Ok, thế thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Tôi hỏi và bạn Khoa chỉ có trả lời thôi, chứ còn chúng ta cũng không bàn luận gì thêm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi tiếp theo. Tôi nghe nói là có một cái khoảng thời gian sau khi mà cái phốt này xảy ra, bạn có đăng những cái bài lên trên nhóm của Vũ Quốc Trung, và sau đó là nghe nói là bạn đã bị kích ra khỏi cái diễn đàn của Vũ Quốc Trung, thì cái điều đó có không? Đầu tiên là bài đầu tiên tôi đăng thì là Vũ Trung duyệt và Vũ Trung tranh luận rất là gay gắt trong cái bài đó. Nói chung mọi vấn đề tranh luận là Vũ Trung nói là anh ta không có lỗi gì cả và anh ta quy lỗi là lỗi cho nhà phát hành, và anh ta nói là nhà phát hành nếu mà không sai thì sao nhà phát hành không không chứng minh những gói nạp đó đi. Rồi tôi cũng nói chung là tôi cũng không hề nói lỗi một chuyến đối với Vũ Trung, mà tôi chỉ cảnh tỉnh anh em nên đừng nên nạp ở bên thứ ba. Xong rồi sáng hôm sau thì là tôi có xem được clip của Tuấn Cơm thì tôi có đăng cái link đó lên là tôi bị bay màu luôn. Thế này Xong nhá, bây giờ tôi xin giải thích một chút về cái này. Tôi với cả ông Khoa là không hề quen nhau trước cái clip tôi ra. Mà cái clip của tôi ra là tôi là được là thằng em tôi, tức là một cái acc khác nó bị ban ở cái tại cái thời điểm đấy nhá. Là khi mà thằng em tôi nó có chia sẻ cho tôi, nó có nhờ tôi là anh hãy đưa cái video cảnh báo mọi người lên để mọi người biết cái điều đấy, thì tôi vì đó là em tôi mà, cái thằng em thân ở trên kênh, thì tôi sẵn sàng là tôi giúp em tôi thôi, thì tôi có đưa lên cái clip đó, và Khoa bạn ấy xem được cái clip đó và bạn có liên hệ với tôi đấy. Chứ còn trước đấy là tôi không có quen Khoa, và cái việc này tôi cũng phải nói thẳng ra ấy, tôi phải đây là cái sự thật nha, là tôi không có cái chuyện là ví dụ như là Khoa nhờ là tôi không có làm đâu, mà cái này là xuất phát từ tình cảm là với cả thằng em tôi thôi. Đấy, còn với người khác thì tôi chả có cái việc bao đồng này, tôi cũng không có dây vào. Chính vì thế nên là tôi phải khẳng định một lần nữa nhá, là tôi không bao giờ tôi vu cáo cho Vũ Quốc Trung cả. Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi với cả Vũ Quốc Trung không hề có thù oán, không có một chút gì liên hệ với nhau. Đấy, và cũng không có là phải là đối thủ cạnh tranh, khi mà tôi cũng không lạp cho ai hết. Tôi không có bán những cái gói lạp ở trong game. Thế nên là chả việc gì mà tôi phải coi như là vu cáo hay vu khống cho Vũ Quốc Trung cả, anh em nhá. thì sau khi tôi đăng clip đó, nói chung là đăng thì phải giờ duyệt đúng không, nhưng mà tôi không thấy được duyệt. Xong rồi cái trưa hôm sau tôi anh em trong clan mới nói là Vũ Trung có lên bài thì tôi vô group, thì cuối cùng là tôi vô group thì tôi mới phát hiện là tôi đã bị kích rồi. Đó đó là những gì tôi phát hiện rồi. Xong rồi chỉ vậy thôi, có nghĩa Còn là tôi có đã cái bị ảnh kích. bị kích không? Bây giờ có cái ảnh bị kích không? Để đưa lên đây để mọi người biết là bị kích. Rồi thì chỉ như vậy, rồi sau đó là buổi tối hôm đó thì Vũ Trung có liên hệ với tôi, nói chung là nói chuyện rất là vui vẻ đàng hoàng. Able nó trả lời với lại Vũ Trung là bây giờ là nếu mà nhà phát hành không chấp nhận gói nạp đó thì Able có thể hỗ trợ hoàn tiền và Vũ Trung sẽ hoàn cho tôi số tiền là 3 triệu. Tài khoản của tôi 4 năm trời biết bao nhiêu tiền bạc tôi nạp vào trong đó bây giờ là mất, thì xử lý như thế nào chứ bây giờ đền tiền không thì cái vấn đề đó tôi nói là cái gì. Thì Vũ Trung có nói là bây giờ Vũ Trung chỉ hỗ trợ được như vậy thôi, chịu hay không chịu thì kệ tôi. Cái này là cho tôi hỏi bạn Khoa là Vũ Quốc Trung là chủ động liên lạc với bạn để chủ động là hoàn tiền đúng không? Và cái việc chủ động này nó diễn ra sau khi tôi lên clip đúng không? Còn trước khi tôi lên clip ý là Vũ Quốc Trung hoàn toàn không có chủ động liên lạc với bạn đúng không? Đúng đúng đúng. Sau khi mà cái sự việc là chủ động liên lạc với cả bạn ấy để hoàn tiền cái tiền lạp, thì bây giờ đến đến thời điểm hiện tại là bạn đã được lạp chưa? À, bạn đã được hoàn cái tiền lạp đấy chưa? Nói chung là vẫn thấy im lặng.
Đó nhá anh em nhá, sau một tuần đến thời điểm hiện tại là vẫn chưa có liên lạc lại không? Không không. Không liên lạc lại Đúng. và chưa hoàn tiền nhá anh em nhá, đến thời điểm hiện tại. Rồi tôi xin đến với một cái câu hỏi tiếp theo hỏi bạn Khoa. Đấy là có những cái người giống bạn, tức là lập tiền qua Vũ Quốc Trung sau đó bị ban không? Là có khá nhiều trường hợp. Tại sao bạn biết cái điều đấy? Thì tôi có đăng bài trong trong nhóm AutoChess Mobile Việt Nam với lại số thành viên là 21.700 em. Thì đây đây cái đường link tôi gửi. Thì họ có vô comment. Đây nè. Xong rồi có nhiều trường hợp còn nói là ông này là gian thương nè. Buôn bán tử tế thì bị lóc khỏi nhóm nè. Rồi có người còn phản ánh là nhóm của bạn ấy là không cho đăng bán giao dịch nhưng bạn này lại đi bán, thì họ đăng bài bán là họ là bạn ấy sẽ ban họ vĩnh viễn. Nói chung là nhiều trường hợp phản ánh như vậy. Tôi Đây sẽ nè, để cũng cái link ở dưới cái phần mô tả dưới video hoặc là dưới phần comment anh em nhé. có một Để trường hợp cũng nói là em cũng bị bắt chung nạp một lần đi luôn cái hạt rồi. Nói chung là như vậy. đấy thì cái nội dung của cái bài viết đấy như nào thì anh em có thể xem ở dưới phần comment, tôi sẽ ghim ở dưới đấy. Và cái đoạn này tôi cũng có một cái câu hỏi tôi đặt ra cho các anh em ở trên kênh. Đó là có hay không cái việc là đã có rất nhiều người sau khi nạp tiền qua Vũ Quốc Trung và đã bị ban acc cũng như là mất acc nhưng mà không thể có cái tiếng nói của mình ở trên cái cộng đồng AutoChess Việt Nam do là người đó đã bị kick ra khỏi diễn đàn hoặc là bị ban khỏi diễn đàn và họ không có thể nói được và họ cũng không có cái chỗ để họ có thể phơi bày cái sự thật đấy ra. Đấy, như là Khoa và tôi ở trong cái thời điểm hiện tại ở trong cái video của tôi. Thì cái câu hỏi này tôi xin để cho anh em trả lời nhá. Đấy thì kết thúc cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì bạn Khoa có nhắn gửi gì đến các bạn ở trên kênh không? Thì nhắn gửi là bây giờ chỉ nói mấy bạn là bây giờ có nạp thì một là nạp vào ví Momo, còn hai là mấy bạn mua xu mấy bạn đổi donut, chứ bây giờ mấy bạn đừng có nạp vào bên thứ ba nữa, bởi vì bây giờ bên bên thứ ba là họ sẽ yêu cầu là mình chứng minh lỗi của họ nhưng nhà phát hành sẽ không bao giờ chứng minh cái điều đó, và bạn chắc chắn là sẽ một là mất ạc, hai là mất tiền, nên vì vậy các bạn nên cẩn thận khi việc đã nạp chung gian với người thứ ba. Còn về tôi và Tuấn Cơm, trong clip của Tuấn Cơm cũng như trong lời nói của tôi không khẳng định bao giờ khẳng định là Vũ Trung có lỗi, mà chỉ là cảnh tỉnh mọi người để mọi người hiểu, chứ không phải như Vũ Trung gay gắt là bóc phốt Vũ Trung hay là hãm hại Vũ Trung. Nói chung là những cái lời đó là theo như cái quan điểm của tôi đó là việc có tật giật mình. Khi mà Vũ Quốc Trung không có lừa đảo các bạn thì tôi nghĩ là Vũ Quốc Trung cũng không cần thiết là phải làm gay gắt như là tôi đang 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 vu khống hay tôi đang coi như là bịa đặt để mà có thể là hãm hại Vũ Quốc Trung. Đấy thì không có anh em ạ. Đây nó chỉ là một cái cảnh báo mọi người là cái nguy cơ mà bị mất acc, cái nguy cơ mà nạp tiền qua Vũ Quốc Trung ấy. Đấy thì tôi là cảnh báo nguy cơ đấy nhá anh em nhá. Và còn một cái cảnh báo này này, cảnh báo này là cảnh báo về cái chất lượng dịch vụ. Đấy là khi mà anh em sử dụng dịch vụ của Vũ Quốc Trung thì nó sẽ như thế nào anh em nhá. Đấy thì nó đã diễn ra như nào thì nó được phơi bày trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay với bạn Khoa Nguyễn. Ok. Cảm ơn bạn Khoa Nguyễn rất nhiều và chúng ta sẽ đến với cả hai bạn là chủ của cái hạt kinh gạo, đấy chính là bạn Trần Đức Trung và bạn Nguyễn Hoàng Gia Huy nha anh em nhá. Rồi. Thì tôi xin được phỏng vấn bạn Huy trước. Huy, em có thể giới thiệu một chút về bản thân em cho các bạn ở trên kênh của anh được không? Thì lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới anh Tuấn cũng như là những anh em mà đã theo dõi kênh game Game Today. Em là Nguyễn Hoàng Gia Huy, em là người chơi hạt kênh gạo và em cũng chính là người đã liên hệ anh Vũ Trương để mà nạp tiền. Và sau khi nhận nhiệm vụ nạp tiền của anh Vũ Trương thì hạt của em đã bị ban, và hạt kênh gạo của em thì có em và bạn em là Trần Đức Trung, hai người cùng chơi chung với nhau và đã nạp rất là nhiều tiền và rất là tâm huyết vào hạt đó. Và những cái gì mà em đã trao đổi làm việc cũng như giao dịch với anh Vũ Trung thì em đều có chụp ảnh để làm bằng chứng, và những cái bằng chứng đó thì em đã gửi hết cho bạn em là Trần Đức Trung, thì thay mặt em là gửi lại cho mọi người để mọi người có thể kiểm chứng.
Và em xin cam đoan là những cái chứng cứ này đều là thật 100%. Nếu mà sai thì em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Em cảm ơn. Rồi, bạn đến bạn Trung, bạn Trần Đức Trung có thể giới thiệu cho các anh em ở trên kênh được biết. Rồi, em giới thiệu đi. Dạ vâng, xin chào mọi người nhé. Mình tên là Trần Đức Trung. Thì mình là một trong hai người chủ của cái nick kinh kinh gạo. Đây có cái gì mình gửi gửi ảnh thông tin nick ở dưới này cho mọi người biết để làm chứng là mình là một trong hai người chủ của nick kinh gạo nhá. Thì sau đây thì mình sẽ tiếp nhận phỏng vấn của anh Tuấn cho cái sự việc lần này nhé. Đây nha anh em nhá, đây cái ảnh này là chứng minh được là bạn Trung là chủ của Akin Gạo, bởi vì bạn ấy chơi. Đấy, bạn ấy chơi ở trong game này là của bạn ấy rồi nhá. Rồi bây giờ sẽ đến chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Trung. Em hay là bạn Huy có liên lạc với Trần Quốc Trung để nạp tiền trong game AutoChess không? Hôm đấy em với Huy là có quyết định nạp qua anh Vũ Quốc Trung, và Ừ. bạn Huy là bạn ấy là người người nạp, và đây là tin nhắn của bạn ý và anh Vũ Quốc Trung. Đấy, em đã gửi ảnh cho anh Tuấn rồi đấy. Thế sau khi nạp thì có cái vấn đề gì xảy ra với cái ạc của em không? Dạ vâng, thì sau khi nạp tiền qua anh Vũ Quốc Trung xong thì em có vào game để em tóm lại là tiêu tiêu cái tiền đấy, nhưng mà chưa kịp tiêu cái gì hết thì là game nó hiện cho luôn cái thông báo là ban của em mất 10 năm. Không có một lý do gì cả. Đây đây là cái ảnh mà em chụp lại đây. Đây, ngày hôm đấy chỉ khoảng tầm sau khoảng tầm tầm 2 3 phút gì đấy thôi, tầm tầm đấy thôi. Không đến 10 phút đâu là đã bay luôn rồi. Ok. Và cái sự việc là sau khi em tôi nó nạp tiền vào thì nó bị ban. Đấy, đây show cho anh em xem nhá, bị ban 15. Đó. Và sau sau khi có một cái sự việc là bị ban như này thì em có liên hệ với Vũ Quốc Trung không? Em có Ừ. nghĩa là sau khi mà bị có vấn đề xong thì em ngay lập tức em sẽ nhắn tin cho anh Vũ Trung luôn. Thì em có bảo là bây giờ Nick tự dưng lại bị ban như này thì không biết là anh có xử lý như thế nào không, thì anh ấy có gửi lại cho em cái đoạn đoạn tin nhắn như này. Đây ạ. Đây. Thì anh ấy chỉ bảo là game này ban bừa bãi quá, xong rồi thì anh ấy bảo thế, thì anh ấy cũng chỉ cho em cách là đấy gửi mail cho nhà phát hành các thứ này xem thì họ nói cái gì. Đây em có gửi ảnh cho anh Tuấn cái đoạn chat của em với anh Trung cái thời điểm đấy đấy. Ok. Tức là ở đây là Vũ Quốc Trung có cái sự việc nó xảy ra là khi mà ạc của em bị ban ấy thì Vũ Quốc Trung có ý là sẽ chịu trách nhiệm khắc phục hậu À. quả gì không, hay là chỉ là hướng dẫn em cái cách để liên hệ trực tiếp với cả cái nhà phát hành game hay là Apple để giải quyết thôi? À, dạ vâng ạ. Thì sau khi cái nick này bị ban một cái thì em cũng có liên hệ ngay lập tức với anh Vũ Trung luôn. Thì em cũng bảo là anh ơi, em chỉ nhắn một câu đơn giản là anh ơi cái này là như nào. Đây thì anh ấy có gửi cho thì anh ấy chỉ bảo với em là cái này là do game họ ban bẩn, và anh ấy đã hướng dẫn cho em cách để gửi mail nhà phát hành đấy, mail cho người ta nói gì nói kia. Thì thực sự trong đầu em lúc đấy thì em cũng đặt ra câu hỏi là ủa thế ban bẩn là cái gì, em cũng không hiểu ban bẩn là cái gì cả. Anh Vũ Trung anh bảo là đây là do game nó ban bẩn, chứ anh ấy thì không có nhận bất kỳ một cái lỗi gì về mình, cũng cũng như là chưa hề xin lỗi em bất kỳ một câu nào cả, mà anh ấy chỉ đổ hết đây là lỗi của game, lỗi của nhà phát hành, họ ban bẩn, và ban bẩn là như thế nào thì anh lại không nói cho em. Đấy, thế nên là em thực sự cũng không hiểu là như nào cả. Trước khi mà em nạp qua anh Vũ Quốc Trung thì bọn em cũng đã có tìm hiểu về thông tin của anh ở trên cộng đồng AutoChess Việt Nam, và sau khi tìm hiểu xong thì bọn em đã rất là tin tưởng, nên là bọn em đã quyết định là thực hiện dịch vụ qua bên anh Vũ Quốc Trung rồi. Thì trong thâm tâm của bọn em lúc đấy luôn luôn có một suy nghĩ trong đầu là à anh Vũ Quốc Trung thì cái dịch vụ rất là tốt, bảo bảo hành rất là chuẩn chỉ,
thì bọn em trong đầu bọn em luôn luôn nghĩ là sẽ đều muốn là không có trường hợp gì xấu gì xảy ra, mà kể cả nếu có trường hợp xấu xảy ra thì anh Vũ Trung chắc chắn sẽ bảo hành cho bọn em rất là đàng hoàng, chứ không 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 thể nào xảy ra một cái vấn đề gì đấy được. Thế nhưng mà đấy, sau khi mà vụ việc xảy ra thì anh Vũ Trung không hề nhắc gì đến vấn đề bảo hành, mà chỉ có đổ hết lỗi hết cho game, rồi bây giờ lại hướng dẫn em là nhắn mail này mail kia cho nhà phát hành. Thì em thực sự rất là cảm thấy rất là bức bức xúc, bởi vì là em làm dịch vụ qua bên anh thì bên anh phải phải chịu trách nhiệm cho em cái vấn đề đấy chứ, tại sao bây giờ em lại phải phải là người đi trực trực tiếp làm việc như này, thì em rất là cảm thấy rất là bức xúc và không Đúng thế. hài Đây hài lòng. bây giờ tôi xin chia sẻ với anh em là rõ ràng là cái việc làm dịch vụ ấy là khi mà mình nhận làm dịch vụ trung gian thì mình phải có cái trách nhiệm với cái người mà làm dịch vụ với mình, chứ không thể là để cho cái người mà Bắt người người ta. ta làm dịch vụ, người ta đúng rồi, người ta đi người ta tự làm với cả cái nhà sản xuất được. Cái đấy ví dụ như là tôi chẳng hạn nhé, tôi là một cái ông thiết kế nội thất và là một cái ông thi công nội thất. Cái người ta tìm đến tôi. Đấy mà bây giờ người ta hỏng đồ chẳng hạn của người ta, hay người ta có cái lỗi gì đấy, thì tôi lại bắt người ta là phải đi tìm cái ông thợ. Đi tìm cái ông thợ thì rõ ràng là vô lý đúng không? Đi tìm ông thợ để Đúng bảo rồi. hành này, hay đi tìm cái nhà cung cấp nguyên vật liệu để bắt đền thì rõ ràng đấy là vô lý rồi. Tôi là cái người đứng ra nhận thi công thì tôi phải có trách nhiệm bảo hành. Đó. Nó cũng giống như là tất cả các cái ngành dịch vụ khác thôi, thì cái này nó cũng giống như thế. Cái người mà người ta đã nhận và người ta đã coi như là ăn cái tiền trung gian thì người ta phải có cái trách nhiệm về cái dịch vụ mà người ta làm nha anh em nhá. Nên là tôi thấy là tôi nghe em tôi nói như thế là tôi cũng rất là bức xúc. Chính vì thế tôi mới lên cái video để tôi làm rõ vấn đề này anh em nhá. Tôi xin hỏi em Trung cái câu hỏi tiếp theo. Vừa nãy anh có nghe em nhắc đến cái việc bảo hành ấy, thì Vũ Quốc Trung có nói là Vũ Quốc Trung có nói ở trên cái nhóm của Vũ Quốc Trung ấy là mọi khách hàng khi mà mua hàng của Vũ Quốc Trung đều được cảnh báo trước là đây là hàng bẩn và có thể bị ban. Vậy Vũ Quốc Trung có cảnh báo cho em cũng như là bạn Huy không? Đấy, cảnh báo trước cái điều đấy không? Bởi vì là Vũ Quốc Trung nói là Vũ Quốc Trung nếu mà là mua cái hàng của Vũ Trung là có hai hàng, một là hàng hàng sạch hay là hàng không sạch đấy, tức là hàng bẩn đấy. Thì Vũ Quốc Trung có nói là nếu mà hàng bẩn thì Vũ Trung sẽ cảnh báo và người mua hàng chấp nhận mua thì người đấy mua, còn không thì thôi. Đấy, chứ không có ép người đấy là phải mua cái hàng của Vũ Quốc Trung. Thì cái này có cảnh báo cái điều này cho em không, và cái gói mà em mua ấy, cái gói dịch vụ mà em mua ấy là gói hàng sạch hay hàng bẩn? Vâng, thì cái gói mà em với bạn Huy quyết định nạp cho nick này thì đương nhiên nó là vì bọn em chọn cái phương án là hàng sạch rồi, bởi vì thứ nhất là nick cũng rất là giá trị và em cũng không hề muốn là có bất kỳ điều gì xảy ra, cái điều gì bất trắc xảy ra ấy. Thì anh Vũ Trung trước khi nạp thì anh ấy không hề cảnh báo với em bất kỳ một câu nào là đây là có thể là hàng bẩn hay là có thể là sẽ bị ban nick này kia, bởi vì bọn em thì nếu mà nghe thì anh nói câu đấy thì bọn em đâu có dám nạp nữa, bọn em đâu có bị vấn đề gì đâu, mà tự dưng lại nếu mà nghe thì anh nói câu đấy thì đương nhiên là bọn em sẽ không thể nào dám cho anh nạp rồi, là điều chắc chắc chắn rồi. Thế là em cam đoan là không có bất kỳ một cái lời cảnh báo gì trước của anh ý cả, và bọn em thì cam đoan là đây là bọn em nạp vẫn nghĩ trong đầu là đây là hàng sạch. Thế nên là sẽ không, chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì đấy xảy ra đâu. Đấy thì em, thế nên là em mới quyết định để nick cho anh ấy nạp chứ. Bạn Huy có điều gì muốn nói à? Nói đi. Em nói đi. Với lại ý là em muốn bổ sung một cái nữa để cho anh Hoa cũng như bác Trung này cũng như anh là biết một cái chuyện nữa, đó là như thế này. Đó là nãy anh mới nói với em nghe là anh Trung bên đấy anh định vào cái cớ, nghĩa là anh đã nói với mọi người đấy là nhập lậu rồi, thì em không biết là anh nói với anh Hoa bên kia như thế nào, nhưng mà anh nói với em á là cái hàng của anh là hàng sạch, không có nói gift luôn, anh chỉ nói là hàng sạch. Và nếu mà là anh nói với em là con game mình nó có cái cơ chế nó ban bẩn ấy, nên là bây giờ nếu mà em không có nạp hàng, em không có nạp của anh ấy mà em tự nạp, thì nếu mà game nó muốn ban bẩn thì nó sẽ tự động nó ban nạp của mình luôn.
chứ nó không có kiểu như nó không có xác định được là mình là nạp sập hay là nạp kiểu gì hết trơn á. Nó cái băng bản là nó băng thôi. Anh Nó nói cho đã em nói hiểu với em như vậy. nào, anh nói cho em hiểu có nghĩa là không phải là cái ban bẩn đâu, mà là Apple đã theo dõi thằng này một thời gian rồi nên mới có trường hợp là sau khi nạp, vừa mới nạp xong là ban liền, là lý do là Apple nó đã theo dõi rồi. Ý là không có, ý là em không phải là ý em muốn nó có chuyện khác vậy không, mà em chỉ nói là anh Trung bên đấy anh dựng vào cái cớ là ảnh đã nói với mọi người là ảnh chắc chắn là ảnh nạp lậu, mọi người biết ảnh nạp lậu nhưng mà vẫn nạp. Nhưng mà đây ảnh nói với em là không phải nói như vậy, anh chỉ nói là ảnh nạp sạch, và Thì nếu mà ông em không nạp của ảnh á mà em tự nạp thì dù game nó có em có tự nạp hay không thì game nó vẫn ban, bởi vì nó là ban bản. em còn tin nhắn không Có Huy? có cái lúc 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 Nó đầu có là thì em được, nạp, nó có em thì được lúc đầu rồi. là lúc đầu là em hỏi em nói là cái nạp của anh nó thì nó có an toàn không, tại vì acc của em cũng đã nạp rất là nhiều tiền rồi nên em rất là sợ cái trường hợp bị ban acc. Thì anh mới bảo là cái game này nó có cái chế độ ban ban bảnh như vậy đó, nếu mà em không nạp của anh mà em tự nạp thì nó vẫn sẽ ban thôi, tại vì nó ban bẵng. Và em vẫn còn cái tin nhắn đó này, có thể tí nữa em sẽ gửi cho mọi người. Em đã giao dịch với anh Trung kia là 2 lần. Cái lần đầu thì em nạp là 3 triệu. Cái hôm đầu tiên đó thì em cũng có hỏi, tại vì lúc mới đầu nạp á, thì cũng nghe là anh kêu anh, tại vì cứ nghe anh nói là nạp sạch nạp bẩn á, thì mình cũng nghi là của mình nạp để có bị ban không, thì em cũng hỏi. Thì anh cũng đưa ra là mà cái cho em cái ví dụ ấy, cái ví dụ là nếu mà game bị bẩn thì em tự nạp nó cũng ban thôi. Đó là ảnh đưa ra thêm cái ví dụ đó. Và sau khi em có hỏi là chắc chắn là em nạp thì sẽ không bị ban không, thì hình như em nhớ lúc đó anh có ghi một câu là nếu mà nạp bị ban á thì anh sẽ hoàn lại cái số tiền mà em đã nạp của anh cho em. Thế anh có nói Em có cái hình ảnh gì có thể chứng minh được cái điều đấy không? chắc là để anh nói mà được thì em sẽ kéo lên anh tìm rồi em tìm rồi em sẽ chụp rồi là gửi cho anh. Theo anh thấy thì đây là cái sự đe dọa của Vũ Quốc Trung khi mà dọa em là nếu mà em tự nạp thì em sẽ bị ban. Vậy em đã nạp là 2 lần, thế cái lần thứ hai em có bị dọa như thế không? Cái tự nạp bị ban ấy là em lúc lúc em cũng hỏi anh đi đó, cái đó là lần thứ hai ấy, lần đầu cũng có nói và lần thứ hai cũng có nói, nhớ Như này thì khác gì rồi. ăn chặn của nhà phát hành đâu. Kiểu anh bảo game này là game kiểu nó hay ban bản ấy, vậy nên là cứ giờ anh nạp hoặc là tự nạp thì nó ban hơn mà thôi. Rồi thế Vũ Quốc Trung có nói là có hai cái gói lạp, đấy là gói lạp sạch và lạp bẩn với em không? Có anh có bảo với em là cái đó có hai loại, một là hàng sạch hai là hàng bẩn ấy, anh có nói rõ ràng chứ không phải là hàng lậu đâu. Là một cái người trực tiếp làm việc với cả Vũ Quốc Trung thì em có nói là em chọn cái gói hàng sạch để em làm không? Có em bảo là hàng sạch cho anh mà có em có nói trong tin nhắn luôn ấy. Rồi, vậy là bạn Huy đã chia sẻ chúng ta một vài cái thông tin. Bạn Trung nói tiếp đi. Cái nick này của bọn em cũng là một cái nick rất là giá trị và tâm huyết từ xưa đến nay rồi, thế nên là cái điều đương nhiên là bọn em chọn cái gói hàng sạch của anh ý, mà cái gói hàng sạch này là anh ý cam đoan 100% là có bảo hành. Em nhớ rất như in là cái đoạn này anh bảo là có bảo hành, thế nên là em mới an tâm thì em chọn gói này để cho anh nạp. Thậm chí là anh ý còn bảo với bọn em là vớ vẩn, bọn em tự nạp ngoài tự bọn em tự tự mình nạp có khi còn bị chúng nó ban bẩn chứ ấy, thế nên là em mới nghe anh nói thế thì em mới thấy rất là an tâm, bảo ừ cũng đúng, ông ấy bảo là mình tự nạp có khi còn bị ban ấy thì ông ấy nạp thì có vẻ là nghe nó uy tín hơn, thế nên là em quyết định là em nạp qua anh ấy thôi, qua anh Vũ Trung thôi. Ok, thế là chúng ta đã biết được là cái sự việc tìm đến và cái cảnh báo ở đây là chỉ cảnh báo là tự lạp là bị ban nha anh em nhá, tức là cảnh báo cho người mua hàng, cái người sử dụng dịch vụ là tự lạp thì bị ban, nhưng mà nếu mà mày lạp qua tao ấy thì là an tâm. Đấy đó là chính là cái Yên tâm. sự mà rất là uy tín, khi mà uy tín hơn cái việc là lạp chính thống luôn. Đấy, đến từ nhà phát hành. Đấy, lạp qua Vũ Quốc Trung thì có thể là không bị ban, còn lạp qua nhà phát hành chính thống, qua Momo thì rất có thể mày sẽ bị ban bật. Vâng, thì anh Trung anh ấy có từ chối bảo hành cho hai bọn em. Thì đây em có gửi cho mọi người xem hai cái ảnh mà anh ấy bảo đây. Anh ấy nói là
cần phải có bằng chứng thì anh mới bảo hành được, bởi vì hàng của anh là hàng sạch. Thì em cũng có suy nghĩ trong đầu là chả có game nào tự dưng họ đi họ lại cấp cho mình cái bằng chứng là đây là nạp vấn đề ở đây, thì nếu mà họ cấp cho bằng chứng như thế thì khác nào họ bảo là đây tao phát hiện ra lỗ hổng này thì lần sau chúng mày nạp lậu, chúng mày lấp nhớ và lấp cái lỗi đi, thì làm gì có game nào cũng ngu thế. Nên em cũng thấy rất là vô lý, nhưng em cũng không biết nói như thế nào cả. Đấy thì anh ấy chỉ chốt lại một câu là anh không có lỗi, thì đây là do game nó ban bẩn, em bảo game nó cấp bằng chứng ở đây thì anh mới bảo hành cho em được. Đấy, anh ấy chỉ nói với em như thế thôi. Đây là nó từ chối bảo hành và đương nhiên không thể nào người ta có thể cung cấp cho chúng ta cái bằng chứng là họ tìm ra cái nguyên nhân là làm sao mà có thể phát hiện ra là chúng ta có lỗi và họ ban ạc của chúng ta không anh em ạ. Rõ ràng là cái việc đấy không khác gì là bảo lạy ông tôi ở bụi lầy khi mà chỉ cho Đúng, chúng chính ta xác. cái lỗ hổng để chúng ta có thể khai thác bằng cái cách này hay cách khác và nó nhân rộng ra mọi người khi mà nhiều người biết. Có thể là cái lỗ hổng này chỉ bây giờ chỉ có một vài người biết thôi. Đấy, nhưng mà họ chỉ phát hiện được và họ không khắc phục được. Chính vì thế đấy là họ không muốn là cung cấp cái bằng chứng hay là bất cứ một cái quá trình mà họ có thể tìm ra được cái lỗi này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi tiếp theo. Anh sẽ hỏi chung cái câu hỏi tiếp theo. Rồi. Trung ơi thì em có biết là trước đấy là anh có lên một video nói lên cái sự việc này. Và sau đó ấy, thì bạn Vũ Quốc Trung ở diễn đàn bạn ấy có nói anh là vu khống cho bạn ý rồi đặt điều ấy, đặt điều làm ảnh hưởng đến uy tín của bạn ý. Bởi vì cái sự việc diễn ra nó không có nghiêm trọng đến như thế nhưng mà anh làm cho nó quá lên theo cái lời bạn Trung nói. Đấy, bởi vì bạn Trung có show những cái đoạn chat và bọn em làm việc với bạn Trung vui vẻ, thân thiện để giải quyết vấn đề. Chứ không như những gì mà anh chia sẻ là bọn em bức xúc vì cái ạc của bọn em bị mất. Thế tại sao nó lại có một cái sự việc nó khác nhau như vậy? Giữa việc là anh Tuấn ấy thì nói là đây là một cái sự việc nghiêm trọng. Trong khi đấy thì Vũ Quốc Trung thì thấy là đây là một cái bình thường, nó cũng không nghiêm trọng lắm. Thì em có thể giải thích được cái vấn đề này không? Em chia sẻ một Vâng, chút cho mọi người. thì cái này em cũng chia sẻ thật với mọi người luôn, đó là em với anh Tuấn thì cũng quen nhau rất là lâu rồi. Thế thì cái thứ nhất đấy là cái thứ với cái thứ hai là em là người trực tiếp nhờ anh Tuấn là anh ơi anh lên video để anh cho để lấy lại công bằng cho em. Đấy là em là người trực tiếp nhờ anh Tuấn là làm điều này, bởi vì mọi người đều biết là anh Tuấn là một người cũng rất là có tiếng nói trong cộng đồng AutoChess Việt Nam. Đấy, với còn cái vấn đề bạn anh Vũ Quốc Trung là đăng mấy cái ảnh gửi mấy cái ảnh lên cộng đồng là thấy là bọn em nói chuyện nhẹ nhàng này kia, thì cái điều này cũng là điều rất là dễ để hiểu thôi, bởi vì là bây giờ thứ nhất thì em với bạn Huy nặng lời với anh ý thì cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu, và cái bọn em hướng đến đó là cái để là bọn em được bảo hành thôi, chứ bây giờ nặng lời hay không nặng lời thì cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả. Thế nên là bọn em đương nhiên là sẽ chọn cái phương án đấy là nói chuyện nhẹ nhàng rồi, thì đấy cái điều hướng đến của bọn em duy nhất chỉ có một, đấy là bọn em được bảo hành thôi. Đấy thì còn cái điều mà bảo là bức xúc hay không thì đương nhiên là bọn em rất là bức xúc rồi. Thứ nhất đây là cái nick em nạp cũng rất là nhiều tiền, thì cái thứ tiền thì ai cũng biết rồi, thì mọi người cũng không hề lạ gì cái nick này nữa. Và cái tiếp theo là em cũng rất là tâm huyết cho cái nick này, bỏ bao nhiêu thời gian mình chắt chiu, mình sưu tầm từng cái con skin một, cũng rất là nhiều skin limited rồi. Thế nên là cái điều bức xúc thì chắc chắn là bọn em rất là bức xúc rồi, nhưng mà cái điều mà bọn em thể hiện sự bức xúc đấy ra với anh Vũ Trung thì nó cũng cảm thấy là cũng không có cần thiết ấy. Thế nên là bọn em cũng chỉ có hướng tới cái mục đích duy nhất là cho bọn em được bảo hành thôi. Thế thì còn bức xúc thì đương nhiên là bọn em rất là bức bức xúc rồi. Thì đấy bọn em thì em rất là bức 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 xúc, thì cái ông Huy kia thì ông cũng hiền. Thế thì em cũng chia sẻ cái này với anh Tuấn, lúc em bị ban thì em cũng chia sẻ với anh Tuấn luôn. Em cũng nói chuyện với em cũng bảo anh ơi đây về em bị như này như kia, thì ông Tuấn ông nghe xong thì ông cũng rất là bức 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 xúc cho em, bởi vì em thì anh với anh Tuấn cũng chơi thân với nhau.
rất là lâu rồi. Thì anh em sau khi là em nhờ anh Tuấn là bảo anh lên video anh lấy lại công bằng cho em, thì anh Tuấn đã đồng ý ngay lập tức. Thì em cũng nghĩ là đây chẳng qua là cũng là một phần là do em cũng rất là thân với anh Tuấn nên là em nhờ anh Tuấn anh mới làm, chứ còn phải như là người khác nhờ thì anh Tuấn anh cũng không làm đâu. Bởi vì trước đây thì em cũng đã từng nói chuyện với anh Tuấn một số vấn đề liên quan đến cộng đồng kiểu clan clip, thì anh Tuấn anh cũng bảo là anh cũng nghỉ rồi, anh cũng không muốn dây vào drama làm gì nhiều. Nhưng mà cái lần này là do là em rất là thân với anh, thế nên là anh ấy đã đồng ý ngay lập tức. Đấy, Đấy rồi, chuẩn rồi. tôi nói rồi là tôi không muốn vướng vào mấy cái drama đâu đấy, nhưng mà vì anh em thân là một, thứ hai là tôi cũng bức xúc thay cho thằng em nên là đợt này tôi mới lên đấy, chứ còn tôi thật với anh em là chả có liên hệ gì với tôi ấy, là chả có liên hệ gì với Vũ Quốc Trung cả, chả có cái thù oán gì cả để mà vu khống, rồi cũng chả có cái gọi là đối thủ cạnh tranh để mà có thể là nạp tiền các thứ để phải bóc phốt để dìm đối Rồi thủ, thì không có cái này, không có đấy, đúng, chủ hai yếu người đi là hai con đường khác nhau mà. chủ yếu là cái này là để cảnh báo cộng đồng, cảnh báo cho các anh em thôi, chứ còn không có cái mục đích khác nha anh em nhá. À, và đấy mình cũng chia sẻ thêm với mọi người một cái sự kiện như này. Đấy là trước khi mà anh Tuấn lên cái video đấy thì anh Vũ Trung là sau sau cái vụ việc là anh ấy bảo không bảo hành là anh đã dừng luôn. Anh ấy không có liên lạc bất kỳ một cái câu gì với cả bên mình nữa, anh ấy không nói một cái câu gì đả động thêm, và coi như là anh ấy bảo là ừ thôi coi như vụ này xong rồi. Nhưng mà sau khi anh Tuấn anh ấy lên cái video đấy một cái thì anh Trung ý anh ấy mới nhắn tin lại cho bạn Huy, và anh ấy cũng đề bạt nhắc đến cái vấn đề là anh ấy hoàn tiền thì cái nick thì coi như là xác định là mất trắng rồi. Thì anh ấy có nói đến cái vấn đề là bây giờ mà muốn anh ấy bảo hành cái tiền nạp cho ấy, thì anh phải đợi cái bên nhà phát hành, à, đợi bên Apple họ họ trả lời đã, họ hoàn tiền cho anh ấy đã thì anh ấy mới trả tiền cho mình được. Chứ chứ anh ấy vẫn nhấn mạnh là đây là không phải lỗi của anh ấy mà đây là lỗi của bên Apple. Rồi, thế xin được hỏi một cái câu hỏi tiếp theo, đấy là hiện tại là đã khoảng 2 tuần rồi, thì cho đến thời điểm hiện tại thì em đã được hoàn tiền chưa? Còn thì đấy, như mọi người biết thì em đến sau khoảng thời gian 2 tuần thì bọn em cũng thực sự là cũng chán, cũng không không còn gì để nói rồi. Thì đến hiện thời điểm tại thì vẫn chưa thấy anh ấy đả động gì đến vấn đề là anh ấy trả tiền cho bọn em. Thì đấy, từ đợt đấy trở đi là cũng không thấy anh ấy nhắn tin nhắn tủng gì cho bọn em nữa rồi. Ok, xin được cảm ơn bạn Huy và bạn Trung đã chia sẻ những cái quá trình mà bạn làm việc, bạn mua bán lạp Dollar ở trong cái diễn đàn AutoChess VN qua Vũ Quốc Trung. Đó. Vậy là tôi thấy là sau cái quá trình chia sẻ của bạn Khoa, bạn Trung và bạn Huy thì tôi nghĩ là các anh em cũng đã có cái câu trả lời của riêng mình. Có một cái câu hỏi cuối cùng gửi đến bạn Trung là em có cái nhắn gửi gì đến mọi người không? Vâng, thì đấy, thì mọi người nghe xong cuộc phỏng vấn của hai hai anh em bọn em thì cái này thì cũng để cho mọi người tự tự đưa ra cái suy nghĩ riêng của mình thôi. Thì em thì chắc chắn là em sẽ không bao giờ có lần tiếp theo nữa rồi. Còn mọi người nghe thì mọi người thấy đấy, cái sự việc lần này, cái cách xử lý, cách đối đáp của anh Trung với bọn em như này thì mọi người thì thử đặt mọi người vào cái vị trí của bọn em xem thì mọi người có chấp nhận để được hưởng Sử cái dụng dịch dịch vụ vụ. này của anh Trung nữa không? Ok. Vâng. Rồi. Rồi, tôi nghĩ là cái cuộc phỏng vấn này nó cũng khá là dài rồi. Là tôi xin được kết thúc ở đây. Đấy, mọi ý kiến đóng góp, mọi comment anh em có thể để lại ở dưới phần comment nhá anh em nhá. Tôi sẽ tiếp thu và lắng nghe và phản biện ngay ở trên kênh của tôi. Đấy, chứ còn tôi không có phản biện ở trên kênh của Vũ Quốc Trung. Không phản biện ở trong cái nhóm của Vũ Quốc Trung, bởi vì làm sao? Bởi vì là mọi cái phản biện của tôi có thể sẽ bị Vũ Quốc Trung xóa nha anh em nhá. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!